lô đất góc hai mặt tiền kèm sẵn nhà, nằm trong trung tâm thành phố Phan Thiết, gần biển, gần chợ và rất nhiều tiện ích khác xung quanh, mà giá lại rất tốt dành cho các anh chị nhà đầu tư. Hãy cùng em theo dõi trong video clip ngày hôm nay nhé. Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh của anh Hiệp. Và hôm nay lại là một sản phẩm nằm trong trung tâm thành phố Phan Thiết, nằm trong lõi Phan Thiết. Và cái lô đất ngày hôm nay với vị trí và giá rất là tốt, em muốn chia sẻ đến anh chị. Và trước khi đi vào chi tiết lô đất ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ những cái tiện ích cũng như cái bối cảnh xung quanh. Thì tí nữa sẽ có một phần em bay flycam để anh chị có thể nhìn toàn bộ cái bối cảnh từ phía trên xuống nó sẽ như thế nào. Thì hiện tại em đang có mặt ở phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Và từ cái vị trí này mà đi ra ngay chỗ cái phía đầu đường mà anh chị đang thấy xe cộ đi ngang qua đó, thì nó chỉ đâu đó khoảng 50m thôi. Và ra tới đầu đường đó, nếu như anh chị rẽ tay trái khoảng vài chục mét nữa thôi thì ngay đó sẽ là biển luôn. Còn nếu như anh chị đi cái hướng ngược lại thì mình sẽ ra lại được ngay đường Trần Hưng Đạo. Thì từ đây mà ra tới đó nó có tí xíu thôi. Và ra tới cái trục đường chính thì mình đã có thể về tới chợ Phan Thiết. Thì cách chợ Phan Thiết chỉ đâu đó 100m thôi. Và ra ngoài đó thì nó sẽ có nào là trường học nè, ngân hàng nè, và các phòng ban của thành phố. Nói chung là rất nhiều cái tiện ích ở ngoài đó. Và như anh chị thấy trong khung hình ha, đường xá rất là rộng rãi, thoáng mát, ô tô có thể vào được nha. Và cái lô đất ngày hôm nay của chúng ta nó nằm ngay góc hai mặt tiền đường. Và trên đó đã có sẵn một ngôi nhà rất là khang trang, sạch sẽ nha anh chị. Và tại vì cái này người chủ người ta đang cho thuê lại, vẫn đang kinh doanh á, cho nên em không có tiện mà vào đó để quay được, cho nên em chỉ quay cái phía ngoài để anh chị có thể thấy được thôi ha. Và hiện tại người ta đang kinh doanh rất là ổn định nha. Và nếu như anh chị mình mua thì ngoài cái việc để mình sinh sống ra thì cũng có thể mình kinh doanh, tại vì ở đây nó nằm trong khu dân cư đông đúc rồi nên rất thích hợp với cái việc mà anh chị kinh doanh. Còn nếu không thì anh chị có thể để cho thuê lại như người chủ cũ người ta đang cho thuê thì cũng rất là thích hợp ạ. Và cái lô đất ngày hôm nay của chúng ta với diện tích là 60m², nằm trong trung tâm thành phố Phan Thiết, góc hai mặt tiền đường, và trên sổ có thể hiện đường nha mọi người. Và tí nữa em sẽ để cái hình lên cho mọi người có thể thấy ha. Thì giá cho lô đất ngày hôm nay đó là 2 tỷ. Và với cái giá này thì nó nằm trong khu dân cư hiện hữu, đường xá rất là rộng rãi, thông thoáng, mà có rất nhiều tiện ích xung quanh. Nói chung Phan Thiết có cái gì thì ở đây sẽ có cái đó. Mà với cái giá 2 tỷ thì em nghĩ đây là cái giá thích hợp nhất thời điểm này dành cho anh chị. Tại vì ngay phía bên ngoài đó cũng đang có một cái lô đất, trên đó vẫn có kèm sẵn nhà. Thì nó lớn hơn cái này tí xíu thôi, nhưng mà cái đường đó là cái đường hẻm nha. Đường đó ô tô không có vào được, chỉ đi được một xe máy thôi. Thì cái giá đó là hơn 1 tỷ tí xíu. Thì nếu như anh chị có quan tâm thì cứ liên hệ với bên em. Còn hôm nay em đang quay cái lô này góc hai mặt tiền, tại vì em thấy cái lô này tốt nhất và thích hợp nhất cho anh chị, cho nên em sẽ ưu tiên quay trước để gửi đến anh chị ha. Và hiện tại thì cái nhà người ta đang kinh doanh thì em cũng không có tiện vào trong để quay. Và nếu như anh chị quan tâm muốn xem thì bên em có thể dẫn anh chị tới tận nơi để xem thực tế ha. Còn bây giờ thì em sẽ quay cái bối cảnh xung quanh để anh chị có thể hình dung được cái khu vực ở đây như thế nào. Nếu như sau này mà mình mua để sinh sống, mình đầu tư kinh doanh như người ta thì nó sẽ ra sao nha. Thì bây giờ em đang ra lại ngoài đầu đường đó để anh chị có thể thấy được cái đường xá ở đây như thế nào. Dân cư hiện hữu rồi nha anh chị, ở đây người dân người ta sinh sống đó giờ rồi, nhà cửa san sát nhau ha, điện nước hạ tầng cơ bản rất là bài bản rồi. Thì cái khu vực này người ta sinh sống đó giờ rồi nha anh chị, cho nên rất ít khi nào mà có người bán lắm. Nhưng mà hôm nay tại vì cái nhà này cô chủ cũng không có ở đây cho nên người ta mới bán với cái giá này nha. Bây giờ em sẽ ra lại đầu đường để anh chị có thể thấy được ở đây nó gần nhiều tiện ích. Thì đây, nhà dân san sát nhau rồi ha. Đây, em sẽ tiến ra tí xíu nữa là mình đã có thể ra tới biển rồi anh chị. Thì gần sát bên biển thì mình có thể đi bộ tập thể dục thể thao cũng được ha. Đây, ở đây đường xá rất là rộng rãi, ô tô có thể vào tận nơi nha. Mà từ cái vị trí này nếu như mà anh chị đi theo cái hướng em đang chỉ nè, anh chị có thể thấy không, biển sát bên luôn. Thì từ đây mà vô tới cái nhà của chúng ta đó, biển sát bên thì tối có thể anh chị nằm, anh chị có thể nghe tiếng sóng biển vỗ nha. Còn sáng sớm á, thì anh chị có thể chạy bộ ra đây để thể dục thể thao nè, mình tắm biển nè. Thì mình cũng có thể, nếu mà mình thích ăn hải sản thì mình cũng có thể mua hải sản tươi sống. Thì sáng sớm sẽ có người dân đi biển lên đó anh chị, thì lúc đó sẽ có hải sản tươi sống để mình mua ăn thì đương nhiên nó sẽ ngon hơn ha. Rồi đây, còn nếu như anh chị đi theo cái
hướng mà em đang quay nè, thì mình sẽ đi tới chợ Phan Thiết. Thì từ đây mà ra tới chợ Phan Thiết như lúc đầu video em có nói đó, nó chỉ hơn 100 mét tí xíu thôi. Thì ra đó mình sẽ có đầy đủ tất cả các tiện ích ở ngoài đó rồi. Thì đây là cái khu vực mà em thấy thích hợp để cho anh chị sinh sống, nằm trong lõi trung tâm thành phố Phan Thiết, góc hai mặt tiền mà còn kèm sẵn nhà mà cái giá rất là rẻ nữa. Em nghĩ đây là cái giá rẻ nhất khu vực này rồi anh chị. Thì tí nữa sẽ có một phần em bay flycam để anh chị có thể nhìn toàn bộ cái bối cảnh từ phía trên xuống nó sẽ như thế nào nha, để anh chị xem thử nó có giống như những gì mà lúc nãy giờ em nói không à. Nè anh chị, ở đây nè, người ta vẫn đang kinh doanh nè. Nè, ô tô ra vào rất là thoải mái luôn. Và tại vì giờ này là giờ trưa, người ta chuẩn bị tan tầm cho nên nó hơi ồn tí xíu thì anh chị cũng thông cảm nha. Và đương nhiên từ trước giờ bên em làm việc là sổ sách giấy tờ chuẩn chỉ rồi nha anh chị. Giá cả luôn công khai minh bạch, người chủ đưa giá bao nhiêu thì bên em sẽ bán với giá bấy nhiêu, cho nên anh chị không phải lo về cái vấn đề mà bên em xào chẻ hay gì đâu nha. Đây là cái quy định ngày xưa giờ bên công ty em rồi, cho nên anh chị cứ yên tâm về cái vấn đề này. Và bây giờ em cũng xin nhắc lại, lô đất ngày hôm nay của chúng ta với diện tích là 60m², nằm ngay góc hai mặt tiền đường mà còn kèm sẵn nhà nữa, nằm trong lõi trung tâm thành phố Phan Thiết, mà giá chỉ có 2 tỷ thôi anh chị. Nếu anh chị quan tâm tới lô đất này thì anh chị có thể gọi cho bên em lấy số điện thoại bên dưới phần màn hình, hoặc là anh chị có thể vào trang fanpage Người Tốt Bán Đất, thì trong đó sẽ có nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu của anh chị hơn để anh chị lựa chọn ha. Và sau đây là một số hình ảnh flycam để anh chị xem thêm. Cảm ơn anh chị đã quan tâm, hẹn gặp lại anh chị ở video sau. Tạm biệt.